sao bạn Ngọc? Chào Cường Nguyễn. Muốn xin gà đánh nhau không? Chào anh Vinh nhá. Chào bạn Luân nhá. Chào bạn Việt cùng nhá. Em không, em ở nhà có đi đâu đâu. Chả đi đâu. Bà em chơi, đi bà em chơi. Bà thằng Long like vào nhà em chơi. Cảm ơn anh Vinh nhá. Chào anh Đức nhá. Không đi đâu thật. Mạnh ơi, chào gì đấy, chào kiểu gì đấy Mạnh? Cảm ơn anh Đức nhá. Chào bạn Ly. Chào bạn Trung nhá. Chào anh rồi mà. Gặp em ngoài đường anh còn trả thêm chào nữa. Mạnh ạ. Chào bạn Hoàng Hà nhá. Chào bạn Thích. Không quá gặp mọi người công như vậy. Thảo nhìn như con trẻ con. Không, em chả đi đâu cả anh Vương ạ. Anh Tuấn đây. Chào anh Tuấn. Nhắn ly mới chứ làm. Có mình em thôi. Có mình em thôi. Còn chị Thảo là đấy, là ác quỷ. Hiển lên đi chơi Hiển. Lên đây chơi. Hiển nữa thay mình chơi. Đâu qua tao. Tao bảo chứ tao chơi người yêu Hiển là chị cái con muốn dậy.
cười. Tí em xuống. Cả công đứng lên đây chơi. Qua cứ đi ra cốc không là nhìn thấy anh lúc đấy mẹ. Xem thói quen đi chơi. Mới hay không? Không lì xì cho em à? Em bảo là không lì xì cho em mà. Cứ bật lên cứ là đi xem tìm nó thật có không có sao thì làm đâu cũng làm đi ai gì đó gì tao quên mày. Tắm mốc cái nhỏ đi đâu nhổ thảo ơi. Bài đấy à, bài mà anh thích ấy Tuấn. Cái bài mà anh thích ấy. Bài gì đấy?